ta không rõ là trọng tài còn chờ đợi điều gì, nhưng mà thời điểm này hoàn toàn đã có thể thổi còi kết thúc trận đấu. Một quả penalty cho U22 Campuchia, bóng chạm tay của Thanh Thịnh. Keo Sốc Phang, cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất của U22 Campuchia. Xuất sắc, đúng là như vậy. Anh Cương nói rằng Văn Toàn bắt penalty rất hay, và tôi thì nói rằng là nếu như quả đấy bắt được thì sẽ mang tới sự tự tin tuyệt vời cho Văn Toàn. Tôi nghĩ rằng đó là món quà mà Keo Sốc Phang dành cho Văn Toàn, bởi nó không chỉ là giúp cho chúng ta chưa phải nhận bàn thua ở trận này, mà quan trọng là